Tập 27. Phương Vân Thiên vẫn chưa đồng ý sao? Đúng vậy. Không ngờ thái độ của Phương Vân Thiên kiên quyết như vậy, không chịu đồng ý. Quân đội muốn xây dựng trung tâm chỉ huy ở đây, tôi không có thời gian cho cậu ta nữa. Nếu như thật sự không ổn, xử lý đi. Không được, không được. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Phương Vân Thiên dù gì cũng là hội phó thương hội Thượng Hải. Nếu làm như vậy thật thì không có được đâu. Có điều có một chuyện, nhà cũ nhà họ Phương, chúng ta ra tay ở đó được. Tốt quá rồi. Có thể phóng hỏa đốt cháy căn nhà đó. Không hay rồi, không hay rồi, cháy nhà rồi. Ở đâu có cháy vậy? Miếng đất ở tù giới phía nam, nghe nói là người Nhật Bản đang ở đó. Công trình nhà ở cũng bị cháy rụi rồi. Tù giới phía nam sao? Chú Tần, nhóm người tiền bối Bình Xuyên đã đi chưa? Đã đi rồi, cũng may đi sớm một bước. Vậy đi, bây giờ tôi qua chỗ Takahashi tìm hình xăm. Chú ở lại đây đi. Không có. Không có. Không có. Tiếp tục tìm đi, nhất định phải tìm được. Dạ rõ. Ngay cả Sahara, nhà cũ của họ Phương bốc cháy rồi. Đến nhà mới xây cũng bị cháy rồi. Hội trưởng kêu chúng tôi mau mau đi cứu quả. Khủng khiếp thật. Thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Ngươi ở lại đây tiếp tục tìm đi. Rõ. Bắt buộc phải tìm thấy. Rõ. Ôi cháy lớn quá đi, nhìn kìa. Làm ơn cho qua. Làm ơn, cho tôi qua đi. Cho qua đi mà. Chú Tần à, chuyện này là sao vậy? Nè, Như Ngọc à, không thể vào trong được đâu. Không được, trong đó có bức quà của cha tôi. Cô không thể vào trong đó được đâu, quá nguy hiểm. Vân Thiên đâu? Vân Thiên chạy đi đâu rồi? Không còn gì nữa rồi, cháy rụi hết rồi. Căn nhà đẹp quá đi, vậy mà cháy rụi rồi, tiếc thật đó. Phải rồi, tiếc quá đi. Căn nhà đúng là lớn thật đó. Phải rồi, tiếc quá trời. Cha. Tới rồi hả? Cha. Sao lại cháy lớn như vậy? Cha thấy công trình trong thời gian này đổ bể rồi. Kỳ lạ. Cháy lớn như vậy, Phương Vân Thiên lại không thấy đâu. Có khi là anh ta mượn trận cháy lớn này lén lút đi làm chuyện gì đó. Đủ rồi, lo chuyện của bản thân trước đi. Được rồi, ở đây không còn chuyện gì nữa, các con về trước đi. Dạ. Vậy cha nhớ cẩn thận, tụi con về trước.
Lão đại nhìn đi, Phương Vân Thiên tới rồi kìa. Như Ngọc, Vân Thiên, sao giờ anh mới tới vậy? Anh đi kiếm người chữa cháy. Đi. Tránh ra đi. Tránh ra. Ông chủ Phương, căn nhà đẹp như vậy, một phút bốc cháy hết, bây giờ đã trở thành một đống phế liệu rồi. Tôi nghĩ là ông Kawashima chắc là ông không còn muốn mua nữa. Không không không, ông chủ Phương bây giờ muốn qua tay. Đế quốc Đại Nhật Bản tôi có thể dọn dẹp đống phế liệu này thay anh. Ông Kawashima, tôi không qua tay đâu. Cho dù là một đống phế liệu, tôi cũng không bán. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Em là vợ của anh, lẽ nào có chuyện gì không muốn nói ra sao? Bỏ ra đi. Hai chúng ta là quan hệ gì? Chắc anh hiểu rõ. Hôm nay anh nặng nặc tới coi đám cháy, không phải là chỉ muốn thấy Phương Vân Thiên khổ sở à? Không thấy người ở đó, liền quý nhấn mạnh, muốn khiến mọi người nghi ngờ, không phải sao? Người hiểu ta chỉ có vợ ta thôi. Rốt cuộc anh vẫn đủ chưa vậy? Ngay từ đầu anh đã đấu với Phương Vân Thiên, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Cao Thanh Tân, em cảnh cáo anh, đừng vì ganh ghét đố kỵ mà ảnh hưởng tới đại sự của hội Hắc Long chúng ta. Còn nữa, hôm nay chuyện của anh và Takahashi, đừng tưởng là phía em không biết trong lòng của anh đang nghĩ cái gì. Anh tự biết lo liệu đi. Đừng để mấy lời mật ngọt của Phương Vân Thiên làm cho mụ mị đầu óc. Anh cũng không cần biết Phương Vân Thiên có ngồi chung chiếc thuyền với chúng ta hay không. Em phải biết là em là người của Cao Thanh Tân. Nhớ lấy, dù là trái tim của em hay là cơ thể của em, nó đều là của anh. Thiếm Dương, Thái Thái tiên sinh về rồi hả? Như Ngọc, em đang làm sao vậy? Anh thấy tâm trạng của em lại không được vui. Từ khi cha của em thắng được căn nhà đó, đã xảy ra rất là nhiều chuyện. Bây giờ cha cũng không còn nữa. Em chỉ tiếc rẻ số thư quà mà cha sưu tầm. Sớm biết nên sớm mang về đây rồi. Yên tâm đi Như Ngọc, anh đảm bảo sẽ không để mất bất cứ thứ gì nữa. Hôm nay nghỉ ngơi cho thật khỏe, ngày mai sẽ có trạng thái tinh thần tốt. Anh nghĩ là cha cũng không muốn nhìn thấy em như vậy đâu. Từ ngày mai trở đi, chúng ta còn có rất nhiều việc cần phải làm. Vân Thiên, anh đảm bảo với em, cho dù anh làm chuyện gì cũng sẽ không làm cho em đau lòng, khiến cho em muộn phiền. Ngày mai anh sẽ cho em một bất ngờ. Thật sao? Được rồi, đi ngủ đi. Trước kia mẹ muốn đưa anh đi theo phương hướng đúng đắn, bây giờ giống như anh đã có thể tự tìm được con đường này rồi. Không biết tại sao trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ lại cảm thấy có cảm giác an toàn khó hiểu. Ông chủ Lưu, không phải là ông chủ Cao sao? Một người quyền quý giống như ông chủ Cao đây, gần đây bận rộn như vậy, từ lúc nào có thời gian quan tâm tới tôi vậy?
Làm gì có chuyện đó, chúng ta đều là bạn tốt mà. Tôi chỉ là ngửi thấy một thứ mùi không cam tâm ở đây. Thế nào hả? Ông chủ Lưu, tôi là đang đồng cảm với ông mà. Đi, chúng ta tìm chỗ nào ngồi nói chuyện một chút đi. Làm sao để gửi nó ra ngoài đây? Nếu như không cẩn thận, bị người không nên biết nhìn thấy cái này, không biết sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Ông chủ, vào đi. Có chuyện gì? Đây là thuốc mới điều chế, ngày mai sẽ đi hóa nghiệm sao? Cô là thư ký của tôi, nên làm tốt công việc tôi giao cho cô. Mấy chuyện nhỏ nhặt này giao cho cậu Trần đi là được rồi mà. Cô quản nhiều vậy làm chi? Xin lỗi ông chủ, tôi mới tới, bây giờ tôi đi giao cho cậu Trần. Không cần, để lại chỗ tôi. Cô đi làm việc của mình đi. Mọi người đều biết Lưu tiên sinh và Takahashi qua lại thân thiết. Bây giờ Takahashi xảy ra chuyện, nghe nói người của ông ta mãi mãi không ngóc đầu lên được nữa. Có điều tôi thấy Lưu tiên sinh là một nhân tài, trước kia cũng từng cống hiến đóng góp cho đế quốc Đại Nhật Bản, chứ không phải cống hiến cho riêng Takahashi. Phải, hy vọng là chúng ta sau này có thể tăng cường hợp tác. Ông Higashino khi Văn Cường tuyệt vọng, được ưu ái như vậy cũng giống như tái sinh. Có chuyện gì cứ dặn dò, Văn Cường sẽ dốc hết sức mình. Lưu tiên sinh khách sáo rồi, tôi bây giờ cũng đang cần dùng người, nhân tài hiếm có mà. Nếu như Lưu tiên sinh có thể giúp đỡ tôi, đó thật sự là hổ thêm cánh. Hy vọng có thể cùng cố gắng với Lưu tiên sinh, tận trung với thiên hoàng bệ hạ của đế quốc Đại Nhật Bản. Văn Cường nhất định cố gắng. Ông chủ, những chuyện này anh kêu chúng tôi làm là được rồi mà. Không sao đâu, để giám đốc tôi thi thoảng làm công việc cơ bản, vận động tay chân. Cậu đưa người mới kia đi làm thủ tục đi, mau lên. Dạ. Công ty Đồng Nhân. Miệng của cái chai này sao hơi rạn vậy? Thật sao? Tôi đã rất cẩn thận rồi. Vậy đi, tôi lấy cái chai này đi xử lý một chút. Cậu đưa thùng hàng mẫu này tới kiểm nghiệm, có làm được không? Dạ được. Phương Dân Thiên đi gửi hàng mẫu rồi, mau đi báo cáo. Đang quét dọn hả? Cái chai này bị hư rồi, mang dứt đi. Hư rồi có thể dùng được mà, chi bằng cái này để cho tôi đi. Được rồi, có điều phải đổ hết dược phẩm bên trong mới dùng được. Kiến thức cơ bản này tôi biết mà. Cái này là Phương Dân Thiên gửi tới. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng nào, tại phim cảm TV. Cảm ơn. Mời. Dân Thiên à, đồ anh giao cho chúng tôi đã nhận được rồi. Đây là thông điệp giải mã của Nhật Bản.
Bởi vì trước kia văn kiện của chúng đã bị chúng ta giải được. Vì vậy lần này bọn chúng thay thế mật mã mới. Vậy anh đang nói thông qua bức tranh hình xăm đó chúng ta sẽ biết được nội dung tin tức mật mã của người Nhật Bản. Đúng vậy. Tốt quá rồi. Nếu mà nói như vậy, nhiệm vụ công chúa Khương giao cho tôi coi như hoàn thành rồi. Đúng vậy. Lần này phải cảm ơn anh Trường Nghĩa giúp đỡ. Không dám, không dám. Có điều, dù người Nhật Bản đã thay thế mật mã, xem ra sắp tới lại có âm mưu quan trọng hơn đang lên kế hoạch. Nhưng mà anh không phải là người trong tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi không thể khiến anh phải chịu mạo hiểm một lần. Bởi vì một khi tiếp tục, anh sẽ phải đối diện nhiều vấn đề. Trung tiên sinh, anh lần này tới gặp chúng tôi thật sự rất vui và cũng hy vọng là anh có thể làm giống như người giới thiệu tôi vào đảng, làm người giới thiệu Dân Thiên vào đảng. Tôi có thể đảm bảo cho Dân Thiên, anh ấy tuyệt đối trung thành với tổ chức đảng của chúng ta. Hơn nữa, một số công tác ở gần đây đều là Dân Thiên giúp sức, chúng ta mới có thể hoàn thành thuận lợi. Bình Xuyên nhiều lần nói với tôi, đồng chí Phương Dân Thiên, tuy rằng tôi và Dân Thiên lần đầu gặp mặt, nhưng cũng có thể nói đã giống như bạn bè lâu năm. Đặc biệt là Dân Thiên từng giúp chúng ta bao nhiêu việc như vậy. Chúng tôi đã rất là tin tưởng Dân Thiên từ lâu rồi. Alo. Là Phương Dân Thiên. Alo. Tôi là Phương Dân Thiên. Ông chủ Phương, kiếm tôi sao? Đúng. Tôi tính nói chuyện cho một chút. Chính là chuyện của nhà tổ tôi. Miếng đất đó, anh có ý tưởng gì? Tôi đã bàn bạc với vợ của tôi rồi. Nếu như biệt thự ngài Kawashima cung cấp đủ tốt, tôi sẽ có thể đồng ý với kiến nghị của ngài. Vậy được. Tôi lập tức cho người tới tìm anh, sau đó đưa anh đi coi nhà. Anh thấy sao? Được. Vậy cứ làm vậy đi. Tốt. Phương Dân Thiên này đồng ý mang nhà tổ của hắn ra trao đổi với chúng ta. Cái này thật sự quá bất ngờ đó. Nhà tổ của họ Phương đã bị thiêu quỷ rồi. Người chết vì tiền, điều này cũng đâu có coi là bất ngờ. Có lẽ khả năng là như vậy. Nhưng mà tôi vẫn không thấy yên tâm. Quan tâm nhiều vậy làm gì? Quân đội đế quốc Đại Nhật Bản ta sắp sửa tiến công Thượng Hải rồi. Tới lúc đó, cho hắn nhà tổ, hắn cũng không ở được. Ngươi lập tức đi tìm Cao Thanh Tân. Rõ. Còn hai người, đi làm hai việc. Thứ nhất, điều tra Phương Dân Thiên tại sao đột nhiên lại đồng ý trao đổi nhà tổ của hắn. Chuyện này hoàn toàn không chắc chắn được. Thứ hai, điều tra Cao Thanh Tân, ta không thấy yên tâm với hắn. Tuy Takahashi có hơi bốc đồng, nhưng mà ta luôn cảm thấy Cao Thanh Tân đang cố tình trêu đùa hắn. Cha, ý của cha là Junko à, con cũng không cần nghĩ nhiều. Cha không phải là không tin hắn, cha chỉ là hy vọng an toàn. Nhưng cha sẽ giao mấy chuyện cho hắn làm, để quan sát hắn coi sao. Thanh Tân, thật sự không ngờ chúng ta vì bàn bạc chuyện này mà tới gặp nhau. Tôi cũng đâu có ngờ. Nói như vậy, anh đồng ý trao đổi mảnh đất đó à? Trước kia là vì vợ tôi không đồng ý, còn bây giờ tôi thuyết phục được rồi. Anh lựa chọn hợp tác với chúng tôi, đó là chuyện không thể tốt hơn. Một mảnh đất đã bị thiêu quỷ, đổi lại một căn nhà tốt, giao dịch này cũng khá là lời rồi. Anh thật sự nghĩ vậy sao? Vậy anh nghĩ sao? Tôi đang nghĩ thế nào?
tôi phát hiện thật ra tôi không hề hiểu anh. Bây giờ không phải anh càng lúc càng hiểu tôi sao? Vậy khi nào anh chuyển ra? Ngày mai. Ngày mai sẽ chuyển ra. Thế sao hả? Cảnh đêm nhìn ngắm từ căn nhà xa qua đó đẹp hơn ở đây nhiều đúng không? Vị trí ở đó cao hơn, tầm ngắm cũng rộng hơn ở đây, cho nên khi nhìn thấy hoa lệ nhiều hơn. Không ngờ một cô nhóc như em có thể nhìn ra được sự biến hóa tinh tế này. Nhưng mà nói thật lòng, ở đó không ấm áp như ở nhà. Đúng là đứng cao thì lạnh mà. Đến ngày mai, trong căn nhà xa qua đó sẽ đầy nạn dân ở trạm cứu trợ, nên lúc đó thì sẽ càng ấm áp hơn nữa. Đừng có quên, phải về nhà đó. Anh nói xem, nếu như Kawashima Yuki biết trong đó toàn là nạn dân thì sẽ nghĩ thế nào? Thật sự không ngờ anh lại may mắn gặp được một cô vợ tốt như em. Vậy anh có muốn biết gì sao không? Bởi vì em hạnh phúc hơn anh, tìm được một người chồng tốt như vậy. Dù sao thì có anh, em thấy không còn sợ gì nữa. Dân Thiên. Dân Thiên, em vội vã cái gì? Anh mang theo cái này đi. Mang theo cái này làm gì? Chỉ đi bàn chút chuyện với ông chủ Lâm thôi, sẽ không nguy hiểm gì đâu. Anh cứ mang theo đi mà, đề phòng lỡ như, nếu không em sẽ không an tâm. Mang đi. Được rồi, anh mang. Thật sự xin lỗi em, cứ khiến cho em phải lo lắng thấp thỏm mãi như vậy. Sáng nay khi em ngủ dậy, tâm trạng cứ thấp thỏm mãi. Yên tâm đi Như Ngọc, anh không sao. Anh đi nghe. Bán thuốc lá đây. Thuốc lá đây. Tiên sinh, có nguy hiểm, mau đi đi. Thuốc lá đây. Bán thuốc lá đây. Đi. Thời báo hải ngoại, Cao Đạt Bảo và Lâm Khởi Đông bị giết, bị trả thù. Tiên sinh, có nguy hiểm, mau đi đi. Nếu không phải người đó thông báo cho mình rời đi, có lẽ hôm nay trên báo đã là mình rồi. Lại đang đứng trong bóng tối giúp mình, không thể là Bình Xuyên được. Anh ta không biết hành động của mình. Như Ngọc, có phải anh đang nghĩ tới chuyện gì không tốt nên mới giật mình phải không? Đúng là em làm cho anh giật cả mình. Có lẽ ban nãy anh đã suy nghĩ quá tập trung rồi. Hôm qua có phải anh đã tới đường Tiểu Nam không? Em hỏi chuyện này làm gì? Bởi vì em xem báo, trên đó có chiếc hôm qua ông chủ Lâm bị giết rồi. Có phải là anh muốn gặp ông ấy không? Em cứ yên tâm đi, anh phúc lớn mạng lớn, sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, anh còn có súng em đưa cho anh mà. Có cả bộ hộ mệnh mà em tặng cho anh nữa. Anh không sao đâu, yên tâm đi. Vậy sau này anh đi đâu, ở đến lúc nào
cũng đều phải nói cho em biết. Vậy không phải anh sẽ thành người bị giải quản nghiêm sao? Sao hả? Anh không đồng ý à? Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Manh mối của ông chủ Lâm đã bị đứt rồi. Vậy chúng ta đi đâu để tìm địa điểm nguyên vật chứa thuốc đây? Chuyện này càng lúc càng khó hiểu. Ông chủ, là thư của anh. Ai gửi vậy? Không biết nữa. Buổi sáng khi tôi quét dọn văn phòng thì nó được nhét bên cửa dưới. Cô làm việc đi. Dạ. Đây là trò anh từng chơi. Sao hả ông chủ Trần? Tôi nói không sai đúng chứ? Hội trưởng Phương, anh thật sự là tin tức rất linh động. Chút hành động này cũng không qua được con mắt của anh. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Phim TV. Ông đừng căng thẳng. Tôi không hề có ý muốn kiếm chuyện cho ông. Ngược lại, tôi có chuyện muốn nói. Nào, ngồi đi. Ông chủ Trần, theo như người ngoài thấy, giúp người Nhật vận chuyển hàng quá chính là sỉ nhục, cũng như là phản bội. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi hiểu ông cần phải nuôi sống một công ty, hơn nữa còn phải nuôi cả một gia đình lớn. Một số chuyện có thể thay đổi mà. Đúng chứ? Đúng, đúng, đúng. Cảm ơn ông chủ Phương đã hiểu cho. Hôm nay tôi tới tìm ông không hề quát ý gây rắc rối cho ông. Ngược lại, tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ. Không phải ông đã giúp hội Hắc Long vận chuyển một lô thuốc sao? Vậy thì chắc chắn ông biết lô thuốc đó đang đặt ở đâu. Đúng, đúng, đúng. Nhưng mà tôi... Ông yên tâm, những lời ông nói với tôi tuyệt đối sẽ không nhắc lại với người thứ hai. Tôi đang suy tính cho việc làm ăn của tôi thôi, nên mới nghe ngóng tin tức này từ ông. Thế nào, ông chủ Trần muốn rời khỏi thương hội, từ bây giờ sẽ không lăn lộn trong giới kinh doanh ở Thượng Hải nữa à? Ông chủ Phương, tôi sẽ nói với anh. Được. Ông chủ Trần, cảm ơn ông đã giúp đỡ. Sau này trong thương hội sẽ không thiếu lợi ích cho ông đâu. Chỉ là có một chuyện tôi muốn hỏi ông chủ Phương. Chính là giao dịch của tôi và người Nhật Bản, tại sao anh lại... Ông chủ Trần, tôi đã nói với ông rồi. Những lời ông nói tôi sẽ không nói với người khác. Vậy nên có vài chuyện ông không cần phải hỏi tiếp nữa. Ông hiểu rồi chứ? Hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi hiểu rồi, tôi nhiều chuyện quá. Nào, uống rượu đi. Được, được. Nào. Ông chủ Phương. Cô Mỹ Linh. Nào. Đây. Đây là ông chủ lớn của hiệu thuốc Thuận Phong. Chắc là cô Mỹ Linh cũng biết. Đương nhiên là biết rồi. Đã lâu không gặp ông chủ Trần. Có phải là đang làm giao dịch lớn gì ở đâu rồi không? Chỉ đủ sống thôi, đủ sống. Cô Mỹ Linh, cảm ơn rất nhiều. Ông chủ Phương nhớ lần sau tới ủng hộ nữa đó. Chắc chắn rồi. Đi thông thả, đi đây. Dân Thiên, đã thuận lợi có được tình báo rồi. Cũng không biết lại giúp tôi nữa.
Dù sao cũng phải cảm ơn anh ta. Chú Tần à, tôi nhớ lần trước chú phản đối tôi tham gia chính trị, muốn tôi chuyên tâm làm ăn. Tôi không nghe lời của chú, chú rất là giận tôi. Nhưng sao bây giờ lại không phản đối nữa? Nói thật lòng, tôi vẫn không ủng hộ chuyện cậu tham gia đảng phái. Nhưng người Nhật cứ luôn dòm ngó nhà tổ. Rồi tới chuyện nhà tổ bị cháy, tôi đã hiểu ra rằng bây giờ nói chuyện làm ăn thật sự là quá xa xỉ rồi. Chú Tần à, cảm ơn chú đã hiểu cho tôi. Thật ra tôi có thể đi trên con đường này là do tôi đã trải nghiệm rất nhiều chuyện đau lòng. Cho nên tôi đã quá vội vàng khuyên chú vì sự dại dột của tôi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Người Nhật bây giờ, bọn họ đã dẫm đạp Đông Bắc và qua Bắc rồi. Không biết sự yên tĩnh của Thượng Hải còn có thể duy trì được bao lâu. Cái gọi là thời thế bức người, chúng ta làm gì còn lựa chọn khác. Anh cảm thấy Phương Dân Thiên có vấn đề gì? Trước đây anh ta mãi không chịu hợp tác với chúng ta, sao bây giờ lại đột nhiên đồng ý rồi? Tôi cảm thấy hơi đường đột. Phương Dân Thiên anh ta không giống loại người biết thỏa hiệp. Theo ý của anh, lẽ ra Phương Dân Thiên phải ngoan cố đối đầu à? Không phải, không lẽ anh ta chống không lại sẽ đi nói với chúng ta, tôi chống không lại nữa, chúng ta giao dịch đi, đúng chứ? Phương Dân Thiên là loại người ham thể diện, anh ta đưa ra quyết định gì sẽ không dễ dàng giải thích với người khác. Hơn nữa, bây giờ anh ta đã trao đổi căn nhà rồi, còn cho những nạn dân vào đó ở, dùng một mảnh đất nát đổi một căn nhà sang trọng. Anh ta thắng bia miệng của mọi người. Chiêu này của Phương Dân Thiên chưa đủ ghê gớm sao? Nhưng mà tuyệt đối không được để cho người Nhật nhận ra. Tôi cảm thấy Thanh Tân nói rất phải. Chúng ta muốn mảnh đất căn nhà tổ của Phương Dân Thiên. Nếu như bây giờ đã có được rồi, chúng ta nên nhanh chóng xây dựng. Còn về Phương Dân Thiên, anh ta nghĩ như thế nào thì không cần nghĩ nữa. Bây giờ còn một chuyện gấp nữa. Chuyện này anh phải điều tra rõ cho tôi. Tôi nghi ngờ Okada đã bỏ trốn rồi. Anh ta nhận được sự giúp đỡ của người nào đó, rất có thể là tổ chức ngầm của đảng cách mạng. Chuyện bây giờ tôi lo lắng nhất là tình báo của Okada có phải đã bị tiết lộ ra. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì tệ rồi. Tất cả chúng ta đến chết cũng còn bị chửi bới. Cho nên chuyện gấp trước mắt là phân công việc quan trọng ra làm ba. Thứ nhất, thúc đẩy xây dựng cứ địa. Thứ hai, gia tăng độc quyền thuốc, đặc biệt là thuốc kháng khuẩn. Thứ ba, làm rõ hệ thống tình báo của đảng cách mạng. Ba nhiệm vụ này là quan trọng nhất. Nếu không vạch rõ ràng hệ thống tình báo của đảng cách mạng, vậy thì tính an toàn của tất cả công việc của chúng ta đều không thể đảm bảo được. Làm rõ hệ thống tình báo của đảng cách mạng, chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Theo tất cả tình báo bây giờ mà xét thì Hí Lầu bên phía sông Hoàng Phổ là trọng điểm. Anh phải phái người canh giữ ngày đêm ở đó. Phát hiện kẻ nào có hành vi lén lút, cứ bắt lại rồi tính sau. Nếu xảy ra chuyện bất ngờ, có thể giết ngay. Rõ. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV.
quán trà Giang Nam. Như Ngọc, em đang làm gì ở đây? Em nghe lén anh nói chuyện điện thoại, xem có phải là anh đang gọi điện thoại cho Tiểu Hồng, Tiểu Hoa nào ở phòng hát hay không? Đã nghe được gì rồi? Không nghe được gì hết, nên em đã yên tâm rồi. Tìm anh có chuyện à? Em đem sách tới rồi. Em đó, nói thật đi, nhớ anh rồi phải không? Anh đâu thèm nhớ em. Em nhớ anh làm gì? Dân Thiên. Chú Tân, Dân Thiên. Sao vậy? Nhìn xem. Quán trà bên bờ sông Hoàng Phổ, không thể tới đó. Hồi Hắc Long đã chú ý tới chỗ đó rồi. Được rồi, chú đi đi. Nào, em vào đây. Quán trà ở bên bờ sông Hoàng Phổ, không thể đến đó. Hồi Hắc Long đã chú ý tới chỗ đó rồi. Dân Thiên à, nguy hiểm quá đi. Hai ngày trước chúng ta mới tới đó, lại dùng một chiêu y hệt để truyền tình báo. Người truyền tình báo này rốt cuộc là ai? Bây giờ tình báo này vẫn chưa thể xác định được là thật hay giả, nhưng quán trà đó quả thực là trạm tình báo của chúng ta. Nhất định phải thông báo với tất cả người bên mình. Thứ nhất, không dùng trạm tình báo đó nữa. Thứ hai, những người gần đây từng sử dụng trạm tình báo đó phải lập tức chuyển dời, đặc biệt là không được liên hệ với các đồng chí của chúng ta nữa, đề phòng quân địch phát hiện sơ hở. Nhưng tạm thời vẫn chưa thu lưới, cố gắng bắt được nhiều người hơn. Như vậy, tổn thất của chúng ta sẽ lớn hơn. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa biết người Nhật đã biết được bao nhiêu về tình hình của chúng ta. Bọn chúng vẫn chưa biết những trạm tình báo khác. Chuyện này chúng ta cũng không biết, nhưng có thể chắc chắn người Nhật Bản đang gia tăng phá hoại trạm tình báo của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta nhất định phải thật cẩn thận hơn. Sao hả? Có được không? Được rồi. Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim TV. Vậy anh đi đây. Đi đừng cẩn thận đó. Yên tâm đi. Tiểu thư à. Tiểu thư. Bên ngoài có người tìm cô. Tôi biết rồi. Như Ngọc, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Hành tung của Bình Xuyên đã bị người ta phát hiện rồi. Người của Lưu Giang Cường cũng biết Bình Xuyên sắp đi gặp một người, nên đã phái người đi bắt họ. Bây giờ phải làm sao đây? Vấn đề là tôi không biết Bình Xuyên đã tới đâu rồi. Nhất định phải thông báo cho bọn họ trước khi người của Lưu Giang Cường tới. Anh ở đây chờ tôi một chút. Quán trà Giang Nam.
Sao cô đến đây? Liêu Văn Cường dẫn người đến đây giải bắt anh. Sắp tới rồi.